Tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam quận 8, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và Sahako đã cống hiến một trận đấu sôi nổi, hấp dẫn. Với chiến thuật hợp lý, nhà đương kim vô địch đã giành chiến thắng 5-0, chiến thủ trực tiếp trong một đua ngôi vương mùa này. Với tấm băng đội trưởng và danh hiệu quả bóng vàng Futsal 2023 dường như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Phạm Đức Hòa. Fiso này đã có màn trình diễn ấn tượng, cùng một bàn thắng như món quà cho chính mình, đáp lại sự kỳ vọng từ người hâm mộ khi nắm giữ vai trò mới tại Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh, đội trưởng thay cho Trần Văn Vũ. Mùa giải chỉ mới bắt đầu thôi, thì trận đấu đầu tiên thì cũng chưa có quyết định được điều gì cả. Nhưng có được lợi thế mà đối đầu với lại đối thủ trực tiếp như Sahako thì đó là một lợi thế cho Thái Sơn Nam. Tuy là lợi thế đó không lớn nhưng mà đội sẽ cố gắng nắm giữ lợi thế đó và tiếp tục cố gắng trong những trận đấu sau. Trong nhiều năm qua, Trần Văn Vũ, Phạm Đức Hòa và Khổng Đình Hùng được xem là ba Fiso hay bậc nhất làng Futsal Việt Nam. Từng sát cánh trong màu áo tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Futsal Thế giới 2021 tại Litva. 3 năm sau, chỉ còn Phạm Đức Hòa tiếp tục chinh chiến, còn Trần Văn Vũ và Khổng Đình Hùng đều quyết định dừng lại khi gánh nặng tuổi tác đã bắt đầu cản trở màn trình diễn của họ. Khổng Đình Hùng, 35 tuổi, từng ghi bàn vào lưới tuyển Brazil tại vòng chung kết Futsal World Cup 2021, bắt đầu vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Nguyễn Anh Khoa tại Sahako. Trong khi đó, Trần Văn Vũ, 34 tuổi, quả bóng vàng Futsal Việt Nam các năm 2015, 2016 và 2019 cũng bắt đầu làm quen với sa bàn trong vai trò trợ lý của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh. Dù là những ngôi sao có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, từng chinh chiến trên khắp các mặt sân Futsal cả nước, nhưng bộ đôi Fiso này cũng gặp không ít thử thách khi bắt đầu vai trò mới. Lên công tác huấn luyện thì còn hơi bỡ ngỡ và nhiều công việc mới là mình phải cần học hỏi thêm nhiều điều. Học hỏi từ các anh lớn, tại vì khi làm một huấn luyện thì cần đòi hỏi rất nhiều yếu tố và Vũ cũng đang dần học hỏi của từ các anh lớn và cần sự giúp đỡ của các anh rất nhiều. Hùng đã có kinh nghiệm để thi đấu rất là nhiều năm nên là truyền đạt lại cho những anh em những cái điều mà mình đã từng xảy ra với mình, thì các em với lại là đội cũng là đang một cái lứa tuổi rất là tốt, tập trung, đội đã rất là máu lửa và hầu như là các bạn đã ngày càng là tự tin và như thể là thể hiện được mình rất là tốt rồi. Với tấm băng đội trưởng trên tay, Phạm Đức Hòa, 33 tuổi, sẽ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, dìu dắt lớp đàn em trong thời gian tới. Với Văn Vũ và Đình Hùng, dù không còn thi đấu, nhưng mục tiêu và trọng trách cũng tương tự ở vai trò mới. Một thời gian dài, người hâm mộ từng ngất ngây với màn trình diễn đẳng cấp của bộ ba Fiso nổi tiếng này. Giờ đây, dù bước đi trên những ngã rẽ khác nhau, thì mong rằng với việc tiếp tục gắn bó với Futsal, Đức Hòa, Văn Vũ và Đình Hùng sẽ dìu dắt, hỗ trợ để các tài năng trẻ ở vị trí Fiso nhanh chóng trưởng thành, trở thành người thay thế xứng đáng cho các đàn anh, góp phần giúp Futsal Việt Nam tiếp tục phát triển trong tương lai.